Dạ chào, thưa ngon mời bà ăn nhé. Tôi á, hôm chờ bà nuôi cho tôi ăn đi. Ăn nhé. Con cúng này nó phá quá đi. Nó đòi ăn dâu tây đó. Ăn dâu tây không? Cúng. Dâu tây không cúng ơi, ăn dâu tây mới lại. Em bếp không? Em bếp không? Nè. Ăn đi, nó không ăn được đâu, nó không biết ăn đâu. Thôi ta, thằng chồng cứ ngon mà ba ăn nhé tôi á. Không chờ ba nữa cho con đi. Nhá. Học sinh lớp 1 rồi mà còn sợ chó nữa. Nó bé tẹo à. Chạy rồi. Bắp chạy rồi. Bắp chạy rồi. Bắp chạy rồi.